Du Chen mệt muốn xỉu, nhưng cái kết khiến ai xem cũng phải khóc xỉu luôn. Dạo này mạng xã hội lại nổi lên một chiếc trend mệt muốn xỉu vô cùng thú vị dành cho các anh em học sinh. Rất nhiều lớp học đã đu theo trend này với mục đích trốn thầy cô giáo. Thế nhưng có những trường hợp đu trend mà cái kết nó lạ lắm. Mới đây một lớp học đã đăng tải đoạn video trốn thầy giáo và cái kết khiến anh em ai cũng phải cười không nhặt được miệng. Cụ thể, khi thầy vừa bước vào lớp, các bạn học sinh đã nhanh chóng đứng lên, cơ mà không phải chào thầy mà là chào Chen. Trưa nay nắng quá, lớp muốn xỉu. Sau cái khúc này, điều anh em mong chờ nhất là xem phản ứng của thầy giáo như thế nào. Có cười nấc nè hoặc mắng té tát mình không, hoặc xỉu cùng mình chẳng hạn. Thế mà không nha, nhìn cả lớp nằm gục xuống bàn, thầy đứng hình một lúc rồi thốt lên câu. Hình như thế này nó hơi khác kịch bản của cả lớp rồi thì phải. Tưởng chôn được thầy, ai dè câu trả lời của thầy khiến anh em xỉu giả thành thật luôn. Giờ là học tiếp hay mình nghỉ học đi trời? Thầy dễ thương quá đi à? Khi rèn rát làm thầy giáo, mày qua đang không muốn dạy. Nghe nói sau màn trôn này, các bạn được mời lại uống nước trà với hiệu trưởng. Chúc các em may mắn nha. Các bạn nghĩ sao về trend này? Comment ngay cho tôi biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhớ ấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.